Sao cổ tái vậy vậy? Rồi, không biết đường đâu sao vô đây. Đúng rồi. Dạ. Có chiếc xe cho nghĩa. Ủa sao hai thước cách xịu vậy? Con để máy này cho nó bằng dễ đi mà. Máy này cột không chắc cái nó bị động. Bởi vì hồi cột thì nó cho cứng. Mà xe chạy, xe hư nè, lên dốc nè. Dòng riết rồi nó cửa lại tầm lâm thôi. Ê, canh chua khô. Bắp chuối. Bây giờ mấy miếng khô nữa vậy. Ngon lắm. À, Trang nhận cơm, mời quý vị ăn với cả gia đình Trang món cơm nhân đãi nha. Ăn với khô chiên. Đây. Chào quý vị, hôm nay Trang về vườn tiếp tục công việc của một cô gái miền quê. Trang sẽ cải tạo lại khu vườn và chia sẻ những cái món ăn quê nhà đến với quý vị. Hôm nay thì Trang đang đứng ở cái đoạn đường quê nè, dài thăm thẳm luôn, toàn đường xài không à. Trang đón xe củi nha. Bữa nay Trang vận chuyển từ từ và làm tất cả những công việc để cải tạo nên một cái khu vườn bé bé xinh xinh. Rồi nấu một bữa cơm gia đình mời quý vị luôn. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn bên màn hình nè, cũng như là có những cái gợi nhớ gợi thương về vùng đất miền Tây Nam Bộ. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Bây giờ đi dài lên trên ha, đón xe củi. Tại vì cái đường nhà Trang vô hẹp lắm, nên vận chuyển hàng hóa cái gì nó cũng khó khăn hơn nhà thường chứ nhá. Giờ đi dài dài lên đây quý vị, đi với Trang nè. Vườn ở quê thì có đủ loại luôn. Đa phần là trồng xoài, quê Trang là xứ Cao Lãnh nên là xoài rất là nhiều. Cũng này là ổi nè. Ổi trái cũng nhiều nữa. Mấy cây xoài này là xoài Đài Loan. Còn bên đây là xoài này là xoài các chu hay các hòa lộc vậy. Các hòa lộc. Ai đi dẫn quý vị đi một vòng vườn. Đi đây. Cho quý vị coi không khí ở quê, buổi sáng ở quê thích lắm. Trời giấc này cỡ tầm khoảng 8 giờ mấy. Bông xoài nè. Bông xoài này tứ không kịp mưa nó đang nè. Thường thì bà con trồng chanh. Mấy khu vườn này cho dẫn quý vị đi nhiều lần lắm rồi. Hình như là Trang nghe tiếng xe củi vô á. Quý vị đi lại lần này luôn coi thử mấy chú vô được không nha. Tại đoạn đường nó hơi nhỏ. Bà con đang thu hoạch ổi kìa. Đi dưới quê thấy cây dừa cũng sợ ha. Chưa tới. Mai mốt thì Trang làm lộ đá rồi luôn. Trang làm một cái đoạn đường đi vô nhà. Dài vô vườn nhà. Dừa quá dừa. Mấy dừa ở quê bị mối trơn. Ai cho quý vị coi ổ mối nè. Lâu rồi quý vị có thấy ổ mối ở quê không? Hả? Lan can, lan can. Chị qua đây. Chị đi mua gì hả chị? Ôi, có lai can. Dạ. Ở quê bình yên đúng quý vị. Đi dài đây chơi. Trang chưa giới thiệu quý vị biết nữa. Củi này là Trang mua của cô mà hôm bữa Trang quay đoạn clip thiện nguyện ở chùa Bình Hiền Trung á, chùa Thánh Thất Cao Đài quý vị. Là nhà cô khó khăn đó, Trang cũng chưa có cơ hội quay lại giúp đỡ hoàn cảnh của cô nữa. Mà Trang bữa nay Trang mua hai thước củi ủng hộ cô nha. Cô bán như 300.000 thước à. Cô bán không biết có bán rẻ đâu Trang không nữa mà bán rẻ quá. Mà Trang mua hai thước 600.000. Vận chuyển thì Trang mướn xe riêng, tự Trang vận chuyển. Ở đây có cái bắp chuối nè, đẹp ghê luôn ha. Bắp chuối ở quê cho nhiều lắm, nhưng mà chờ cho nó chảo xuống hết á, chừng nào cuối vườn rồi mình mới được ăn cái bắp. Ở nhà Trang cũng có một cái nữa, chắc bữa nay nó gợi ý cho Trang một món ăn từ món bắp chuối. Nhà Trang còn khô, chắc còn hơi nữa là nấu canh chua đi ha.
canh chua khô cơm mẻ. Mời quý vị luôn. Giờ đi đón trước mắt là phải ôm củi vô, hai thước củi vô vườn cái này đi về nấu cơm ăn. Đây có cây khế nè. Cái chùa không ạ? Lâu lắm rồi Trang mới gặp cái này nè. Để Trang quay cho quý vị coi ha. Tuổi thơ có quý vị nào đã từng đi hái sâu bông bập câu cá chưa? À, cái cuộn sâu nè. Cái này nữa rồi. Cái đâu? Mở ra thử. Lâu lắm rồi chẳng nè, này có sao không? Không thấy. Không thấy có. Đây nè. Chắc cái này có quá. Này mới. Ký ức tuổi thơ quá vậy. Hái sâu bông bụp, câu cá. Ai, sao củi tái quá vậy? Rồi, không biết đường đâu sao vô đây. Đúng đúng rồi. Dạ. Có chiếc xe cho nhẹ xong. Ủa sao hai thước cách xỉu vậy? Biết vậy không kêu đầy xe được rồi. Chàng ơi. Có 20 mấy bó à. À. Sao chú Nghĩa không nói con? À? Chú Nghĩa không nói con? Vô đây rồi chú sẽ nói con một chuyện là lạ nữa đây nè. Chuyện gì? Cũng tuổi nè. Nè nói con nghe đi. Bây giờ chùa người ta đang yêu cầu chùa ngoài Phật Mẫu Chương Minh Xèo hết tuổi, chùa Thánh Thất hết tuổi. Bây giờ người ta yêu cầu con cây có khả năng để giúp dùm tuổi không? Tuổi hả? À tuổi á, chỉ mua tuổi vậy thôi. Đó, nếu được á thì cho hai người chú chở chú nói nữa. Có nhiều đó hả? Ờ ơi, con tưởng cái xe nó còn ấy. À, mời quý vị đi vô trong ha. Mấy bó rồi đó. Dạ. Có, đây có bông chuối. À, đi vô nhà chắc củi ha. Ở đây mấy cậu đang thu hoạch nè. Ổi nè. Ổi nè. Ổi nè. Quá chừng ổi chúng. Cậu ở Đồng Tháp ở nay nhiêu ký cậu không? 6,5 này có giá á. Rồi con đi ạ. À, con cảm ơn. Thì vậy đây đường vô nhà Trang nè. Đây đường nhà Trang, mai mốt sẽ làm lại, làm lại cái này luôn quý vị. Hay dựng ở đây đi. Mỗi lần mà muốn mua cái gì vô vườn nhưng khó lắm. Rồi để vô vườn cái gì. À, chắc củi vô rồi cái gì. Dây cổ căng cứng á. Ờ. Củi này là củi củi tràm hay gì nha. Ờ, củi tràm.
Hả? 22 hả? Đây, 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 đây. Không có cho nó hơi nặng cái đít chút xíu nó hết cái đầu mới dễ đẩy. Giờ bà bó nó để suy nghĩ rồi. Chị ra cái đầu cách là bỏ anh trên đó đó. Ừ. Cho nó hơi nặng cái đít cho dở cái đầu nó mới được. Rồi, nhiêu đây cũng vừa, cũng nhiều quá ha. Cái xe này chở nhiều. Xe này lúc trước Trang đi ấy gạo rồi, Trang cũng nhờ chú chở. Kéo cơ, chút đặng lấy củi mà. Cái gì, cái gì? Ê, chân nhóm đang nha, nhóm đang đẩy hết ra nó mới... Nè, nè, nè. Ông đẩy vô đó đi, còn Ngân cổng nha. Ừ, Ngân nha, đặng ôm củi á. Hai rồi đi đi vô đi vô cả nhà mình đi vô. Dạ. Thôi đi nhiêu đây cũng được rồi chậm chắc lâu rồi. Dạ. Rồi đi vô cái gì? Dạ. Con về con phơi rồi. Để đỡ đi 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 ra liền ha chú nghe. Ủa nào bây giờ Trang với ba chú Nghĩa ấy vô. Chưa thấy hai người mới đi được. Còn có cái gì làm ẩm thực ở trong vùng quê nè. Không được rồi, quá nặng rồi. Đi vô tới vườn. Bữa nay đi vườn của anh chị Tám đang phát cỏ nè. Sapo chê nè quý vị, trái bằng mứt. Mới bẻ một đợt nhiều lắm rồi đó. Bữa nào rảnh cho em qua cho em hái rồi quý vị ha. Dạ có, mới uống rồi bác Tư. Còn có mấy bát nữa hả? Rồi đấy, chút thôi. Còn 3 bát nữa. Dạ. Nó cặp theo đây luôn hả bà? Ừ, đang nữa đẩy hai bên nữa. Rồi bây giờ Trang chắc củi xuống tiếp. Bà ơi, con đẻ lại cho ba ha. Ở đây luôn rồi. Gì con nhẹ nhất luôn. Củi đẹp hả ba?
Củi này chậm chắc lâu dữ lắm chứ nghe ơi. Cô mua của cái cô đó hay là của ai? Nghiệp á ha. Trời ơi, anh ơi em không có bán buôn được mà. Cái cô đó mua đó anh ở. Để con gái chậm cho nhiều, mua tiếp nữa nha. Bà cô chú đi. Có lợi chất nghe nó khỏe, còn dạ. Ở trên chảnh ôm từ ôm chất vô trong thuốc đó. Dạ hả? Tại vì người ta có 4 cây hả con? Ừ. Vì, người ta là gần vậy nè, dạ. Chắc là người ta làm về cho nó rẻ, rẻ dạ. Xong đàng hoàng là mình mới bó lại vậy chứ nếu mà dạ. Bó vậy chắc là con mất nước đó. Dạ. Ngộ vậy đó, nên nó phải cực quá. Chắc xong rồi mới ôm ra bó bằng bó. Trời ơi, thôi cứ nhắm khoảng đi con, đâu có cần nó chính xác. Con có con ơi. Con mua. Cái lực lệ đạo là vậy đó. À, con mua giùm mà chứ giờ vậy, đâu có cần phải đúng. Nghiệp ta ha. Ừ. Cái này còn nhẹ nè, qua xe đét bán phải ôm tới nhà người ta đó. Dạ hả? Ủa? Quý vị có mua củi, quý vị ở Đồng Tháp có mua củi mua tiếp cô nha. Vô bó nữa thôi. Bó nữa thôi phải không? Ừ. Con hạ này xuống được hả ba? Chưa chưa nó bạch. Nói còn gì? Còn bạch. Kéo nó dưới cái này nha. Rồi, rồi. Ờ. Nó bỏ mấy khẻ rồi. Thì bán củi cực dữ lắm, ôm rồi nè. Ừ. À, 9, 10 bó nhỏ, khổ bó vậy là 4 miếng vậy nè. Dạ. 4 miếng vậy nè. Người ta mua bó nhỏ đó để làm gì chú? À, đặng người ta chụm á con, chứ người ta hả? Đâu có mua nổi cái tiền như vậy. Thì mấy cây rồi chụm được mấy nồi cơm? À, người ta mua 4 miếng bó, à. Mua lần 5 bó, 4 bó là người ta chụm cái mơ, cái người ta đi lại mua nữa. Trời ơi. Chứ đâu có mua như mình mà mua lần vậy. Thời bây giờ quý vị, Trang tưởng thôi chỉ có còn làm YouTube hay là cái gì mới xài đèn dầu, xài củi, xài... Nhưng mà... Vậy ở trên người ta cũng còn chậm nhiều hả chú? Ờ, chậm vậy đó. Vậy là suốt cái thôi. Cái này muốn dài lắm, không mua tới 4 thước rồi. Để, cái này nè, bà kiếm cục gạch gì á, bà để lên đây nè. Phải vậy đó. Ờ, chắc cơ lụng khô rồi. Mà có chừng nữa, bó lại đó cái... Con để mấy này cho nó bằng, dễ đem rồi. Mấy này cột không chắc cái nó bị... Lỏng ờ, bởi vì hồi cột thì nó cho cứng. À. Mà xe chạy, mà xe hư, mà lên dốc nè. Cái vòng viết rồi nó sửa lại tầm lâm vậy. Ở dưới con cũng có chỗ mua mà thôi con mua tránh. Ừ. Nghiệp đó. Chắc bên trong mày có bán nè. Ờ. Nếu không để mua tránh thì nghiệp ba. Rồi cái ông cây quản với bà phó cây quản lại nó. Trời ơi cái cô đó tôi mua phải gặp được tổ không chứ à. Tổ con nhắm hỗ trợ được không, hỗ trợ vài thước. Hết tuổi rồi. Hết tuổi rồi. Cô nói trời ơi. Cái chuyện này mới lạ nha. Cái gì phải tụi hỏi lợi mới được. Cái gì đi. Lấy mũ lại lên nữa là xong. Đây còn đẩy ra cho. Nó nghĩ là nghĩ con ơi, cái bên đây. Đang tu lụm. Đây còn lụm cho. Thôi tu lụm tôi chắc cho con những rồi. Để tay dơ xong. Luôn ra đó, con ra để con không biết sửa luôn. Cái gì em về đi. Cổ đó hả? Xô cái lá nó vô chút được mình nha. Mà hết ngã rồi dễ rồi đó. À, anh sửa rồi, anh sửa ngay rồi đó. Đó vậy. Rồi Trang hái mấy cọng rau tranh thủ về nấu cơm ăn quý vị. Trời chuyển mưa rồi, không biết có mắc mưa không nữa. Này là rau ngồi gai. Đó. Rau trồng nhà nên hái nhanh lắm. Ủa rau cần ngon quá vậy? À, thôi không ăn. Ăn rau này nè. Quế chứ hả ba? Bắt đầu chân về chân trồng lại. Này là rau cần dài lá nè quý vị. Đây có nè.
này dài cọng quế là dài được rồi, nấu nồi canh chua rồi, thơm quá. Này nữa trồng lại nha, vườn rau nha Trang, sơ sát. À, thôi cậy đi, chuyển mưa rồi, ai hái mấy cọng rau cần này nữa thôi. Cần này, à hái về cho mẹ uống, chị ho luôn á. Mời bà gánh, bà lấy tiền bà tới hết, ăn trồng rau rác rồi đó. Chuẩn bị trồng bông Tết nữa nè. Rồi bây giờ Trang hái xong rồi đi về nhà hái quý vị. Đi về ăn mình nấu cơm, bữa nay Trang nấu món canh chua khô, cơm nẻ, nấu với bắp chuối. Mai mốt mình về vườn tiếp. Chào cả nhà. Bữa nay Trang vô bếp nấu món một món ăn đậm chất miền quê luôn, đó là món canh chua khô bắp chuối, à phải nấu với cơm mẻ mới đúng nha. Đây là cái tô cơm mẻ này quý vị. Cơm mẻ thì làm cho nó có cái vị chua, cơm mình lên men. À, đây là khô, đây Trang nấu với khô cái dứa, dứa ăn với khô chiên. Cơm đơn giản như vậy thôi. Bây giờ Trang sắc khô ra, Trang chiên bên đây đi, rồi sắc bắp chuối bên đây, rồi mình chuẩn bị mình nấu canh chua ăn bữa cơm. Khô này cắt miếng rồi chiên luôn hết mà. Này quý vị cắt vừa ăn. Khô cái dứa. Mình nấu chắc cũng cỡ một con thôi được hết mày ha. Con hơi còn con này mình chiên thôi mình ăn. Cơm. Đây con khô cá dứa này, ăn cho cái gì coi. Nó khô mà nó rất là ngon luôn. Ở đây có cái loại này Trang mua không mặn nè. Đợt trước Trang mua trúng cái loại khô gì mà mặn quá ăn không được. Nếu mà mặn như vậy quý vị phải xả ra. Còn cái này mai là nó không có mặn quý vị. Cái này mà muốn cho nó bớt mặn quý vị ngâm với nước muối luôn thôi. Ngâm nước cuối thì nó ra cái muối này. Chuẩn bị chiên khô. Dập ăn vô quý vị. Khô này Trang ướp xíu hạt nêm sắc sóc lên ha. Ra là để bột ngọt đó, cho nó lạc á, nhà Trang không ăn bột ngọt. Chắc để cá cái rau này qua đây. Nó này vô đây. Sóc. Chờ cho dầu sôi cái tỏi đó. Thử miếng tỏi cho nó thơm. Rất là thơm luôn quý vị. Để nhỏ lại. Quý vị lâu rồi có ăn cái món này chưa? Canh chua khô. Thường ở quê hồi xưa mình không có đồ ăn á, cái mình hay lấy khô ra mình làm món, mà chiên hoài ăn thì nó ngán, nên là phải nấu canh chua. Bỏ vô là chạy như cái gì.
cái khô này mà ăn với cơm nguội nó cũng ngon lắm nè. Thường á mình ăn khô mình chiên ăn với cơm nguội gì. Này làm gì ăn ngon nữa mà. Nướng nè. Đó giờ con chưa ăn gỏi khô cá dứa. Khô cá lóc rồi đó. Này chiên chắc lớp giấm đường nó ngon ha. Chua chua ngọt ngọt cay cay á. Dễ ăn. Xoài hả? Ừ. Thích nghe cái tiếng tí tách của đồ ăn quá vậy. Nói quý vị nghe nó nổ không? Vàng nè quý vị. Cái này giống như khô cá cha phòng. Nhiều khi Trang đi chợ Trang quay cái Trang cũng không để ý, Trang không nhìn biết được cá cha phòng với cá dứa với khô cá cha thường. Con cá dứa này thì nhìn nó giống cá biển này nè. Cái da nó phồng nữa nè quý vị. Màu đẹp ha. Một hơi cái nào trắng trắng thì Trang sẽ nấu canh nha. Nấu canh, cái nào chín vàng quá thì Trang sẽ để ăn cơm. Bà đang vô gạo kìa. Giờ mình lấy khô gạo như vậy. Cái miếng khô màu đẹp ha. Miếng khô nè quý vị. Cái gì nào có muốn ăn khô á mà ở xa ở nước ngoài á, có muốn mua hay gì đó có thể nói Trang mua giùm mà Trang gửi cho. Lúc trước Trang cũng muốn bán khô á nhưng mà chưa có thời gian rồi, chưa có điều kiện. Quý vị nào muốn ăn thì nhắn cho. Tất cả các loại khô. Trang làm nhà cũng có luôn nha. À, bây giờ Trang sắp bắp chuối gì. Này là bắp chuối hộp à. Đẹp ha. Cái này có buồn còn sao người ta cắt sớm mà. Dạ hả? Thì cái trái này đâu ăn được hả? Trái này lớn, lần đầu Trang thấy cái bắp chuối mà cái trái lớn vậy luôn á. Là cái cây chuối này trồng bị hư hả sao mà? Nó phải khó lắm. Nói cái gì cái trái nè. Ồ, coi nè. Hèn gì cái trái chuối hộp khó kiếm thôi mà. Như cái này ăn sống được không ta? Chắc nó chắc ha. Trái chuối hộp. Trời, cũng quên. Đây, mình làm một cái thau nước chanh trước đi để nó đen. Đây nè quý vị, đây chẳng có cái thau nước nè. Đó. Chanh vô. Chanh sợ cắt bắp chuối mà nó đen lắm. Nó nhìn nó không ngon rồi canh á. Rồi, nặng chanh vô.
nặng vậy cho nó không chanh cái bắp, nặng vậy cho nó không có đen cái bắp chuối. À, những cái món ở vườn ở quê đơn giản vậy đó quý vị. À bây giờ mình xắt bắp chuối rồi ha. Bắp chuối nó chua này thì Trang xắt miếng vuông chứ Trang không có xắt sợi. Ồ, hộp không là muốn hết luôn rồi ha. Đấy, cái trái không là muốn hết luôn rồi. Trái nữa mẹ ơi. Rồi sao? Bỏ cái trái rồi ha. Trái lớn quá. Cái này cũng thấy cũng già lắm rồi. Bỏ cái đuôi ha. Mình sắc miếng vuông cái gì có không có đây ai à, sắc vuông vậy đây là nấu canh chua khô nè quý vị, bỏ vô đây liền để nó lên nha. Tới đây là cái hộp ăn được rồi đó. Ở bên trong nè, ngon nhút luôn, ngon thế mà. Quý vị làm tới đâu quý vị nhận vô chanh tới đó nha. Sở tay không kịp, chăn đền cũng được á. Này mình cần bỏ hộp không à? Hộp này non hả? Tới đây quý vị muốn bỏ hộp thì quý vị nặng ra vậy nè. Nặng ra vậy nè, rồi đó. Thôi bỏ lại đi nè. Cái hộp này chiên bột ăn ha. Cái này quý vị chiên á. Này người Thái người làm cái bắp chuối hay á. Đặt đặt cái ở ra hộp cho nè. Quý vị thấy không? Mình không có cần phải lấy từng cái đâu. Quý vị chẻ sâu cái khía xuống là sẽ ra được hết. Đây là bí quyết nha quý vị. Nó ngồi mà bẹt từng cái là khó dữ lắm luôn á. Dạ ha. Cái này chút Trang lăn bột Trang chiên cho quý vị coi luôn. Cái này là cá bóng chay nè. À, cá bóng chay của bắp chuối là vậy đó. Này nhúng bột vô chiên là hình ra là hình cá bóng. Để Trang làm tiếp cái bắp này. Chả sâu vô. Sâu vô là nó dễ. Là vũ một phát một là ra liền. Này cũng chưa sâu. Chưa. Cái bắp chuối lớn cắt ra cũng không có còn nhiều. Ngon ha. Điều do luôn, nó không gãy được miếng nào. Chứ thường quý vị mà nấu canh chua nó dụng vô hết trơn à. Mấy cái này non có ăn được rồi ha. Rồi bắt đầu mình sắt. Món này đơn giản, dễ làm. Do sau hè có củ chuối rồi ăn được. Ngon quá, chứ ngon xứng đáng rồi. Chứ hộp hiếm lắm. Chợ mình thấy mình mua chú bắp chuối sim rồi thì dễ. Chú lá sim nó cái gì. Trời ơi dâu.
trôi với nhau. Đá này vậy. Vậy là nó trắng luôn nè, bắp chuối này đẹp lắm mẹ. Cái màu nó đã trắng sẵn rồi mà. Chỉ cần đựng ra mũ nữa ha. Ngon, cái này mà trộn gỏi ốc thôi mẹ ha. Rồi ốc hến nữa mà. Rồi hến, ngon lắm. Sót có mấy miếng rồi mẹ làm cái gì mẹ la con. Mấy miếng rồi. Đó, rồi. Để đây tới Trang đi sắc rau niêm với nấu nồi nước súp. Nấu nồi nước nấu chua cái gì. Cái ít thôi. Rau dường nên lặt ăn từ tốn lắm quý vị. Anh em này có ngồi gai với ngồi ôm quế rau cần về lá nó không chua nghe ngồi gai á cái mùi này thấy ra mùi phở nè. Trang bắt cái nồi nước sôi bên đây rồi nè. À, miếng ớt đâu. Đây. Mình chưa bỏ vài lát ớt đi. Đây, nồi nước nãy giờ Trang bắt trước rồi nè. Nó sôi đó quý vị. Bây giờ Trang bỏ mẻ vô Trang lượt ha. À, bỏ mẻ vô. Cạo mẻ ra nè quý vị. Ngon quá ha mà. Cái này mà nấu bánh chua lương. Nãy con đi xin mẻ nhà bà Sáu. Nói bà Sáu có lương cho con nhé. Nóng quá vậy. Chứ cho cơm mẻ không con về con phải ăn khô rồi. Nói tiền nóng à. Mẻ này cũng chưa nhừ lắm nè ha mà. Này nó cũng mới nóng quá xin tay các bạn. Cái nước mẻ này đặc biệt nè quý vị, nó sẽ đục đục vậy nè ha. Bây giờ Trang bỏ khô vô thơm cái mùi giống như là rượu hả mà phải không. Này Trang bỏ mấy cái chủ yếu là mấy cái xương khô chiên á cho nước nó ngọt. Quý vị khỏi chiên cũng được mà chiên chiên cho con khô nó không có bị bở, không có dễ gãy. Nhà Trang có 3 người à, ăn ít. Như được rồi. Bắt đầu nêm nếm gia vị. Thêm xíu hạt nêm. Đặc biệt là cái loại canh này á, nó mặn với nó chua như quý vị. Xíu đường. Đường phèn. Để cho em đi lấy muối. Cho đi đây xíu muối nha quý vị. Tại khô nó mặn rồi. Nhưng mà nó vừa mặn nó vừa chua nó mới đúng là cái canh chua này. Cho vô xíu ớt luôn đi. The the. Cái nước mẻ nè.
Rồi bỏ bắp chuối vô. Thơm quá. Bắp chuối này nó đẹp hay mà không có một miếng gọi là màu luôn á ha. Mà chú xiêm nó dở đen không, chú xiêm nó dở đen nguôi à, canh chua là phải chua chua cay cay mặn mặn. Canh chua này là nấu theo kiểu canh xiêm lo canh mặn sao rồi nè quý vị, canh chua khô sao không thấy khô cho mà. Đây đây, khô đây. Khô đây. Cái miếng khô này quý vị. Nó không có bị vỡ ra. Nó ra cái nước làm cái nào canh chua mình nó thơm mà nó ngọt và đặc biệt là nấu với cơm mé nữa. Cái canh chua này xuất sắc lắm nha. Bắp chuối chín rồi, còn thêm vỏ lên nêm nữa. Ớt vô. Nồi nước canh chua cơm mẻ. Chờ dài miếng ớt rồi quý vị. Đây, canh chua khô. Bắp chuối. Đây là mấy miếng khô nè quý vị. Ngon lắm. À, Trang nhận cơm mời quý vị ăn với cả gia đình Trang món cơm nhân giả nha. Ăn với khô chiên. Mời quý vị ăn cơm. Mời ba mẹ ăn cơm. Rồi quên lấy cái muỗng tới nè. Mẹ mày ăn bắp chuối nè mẹ. Nay nhà mình ăn món canh chua bắp chuối với khô nè. Miệng khô này ngon quá. Nó không có mặn. Trang một miếng canh chua vô. Ăn cho nó nóng này nè. Chua mà nó nóng. Mặn mặn ha. Còn ngọt. Ba Trang thử ăn vừa ăn không? Cảm ơn mẹ. Ngon quá. Ôi ôi ngon. Ngon thôi. Mấy cái mềm mới ăn được. Ngon. Ngon ha. Mấy cái hồn mấy miếng này nè mẹ, nó có dầu nè. Nè quý vị, mấy cái miếng này kiểu như nó có cái chỗ cái ức cái bụng đó. Dầu béo lắm. Dạ. Trang và ba mẹ sẽ tiếp tục thưởng thức bữa cơm gia đình ha. Chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem lần clip gia đình Trang từ nãy giờ.